Aran là một tên tuổi rất là lớn của Nhật Bản rồi, chuyên về những sản phẩm audio. Nó có thể nói là không phải là nhất nhì nhưng mà cũng phải là đứng thứ ba tại Nhật. Thì Mara hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một con ông ly mà nó hàng xuất Mỹ, thiết kế rất là đẹp và cái giá cực kỳ bất ngờ luôn, chỉ 5,5 triệu thôi. Mara BM52, thiết kế của nó nhìn rất là quen thuộc, giống như những cái đời BM80, BM90, BM75. Thì BM52 nó là màu gold, hai mái gang hai bên rất là chắc. Cái mái gang này không phải tác dụng chỉ để trang trí, mà nếu trang trí thì nó làm ở gỗ cũng được rồi, nhưng làm mái gang để cho cái máy nó nặng để ta chống rung. Nó biết là khi vận hành á thì cái nguồn tăng phô của nó sẽ tạo ra một cái độ rung nhất định. Thì nhiều cái người ta phải dùng cái chân chống rung thì nó để nó bớt cái rung, tất nhiên nó sẽ có độ nhiễu. Thì mà răng này thì nó dùng hai cái mái gang, vừa để đăng trí mà vừa tạo cái sự cân bằng nặng cần thiết để cho nó chống rung. Âm ly của chúng ta thì nó có nút chỉnh bass treble, hai cái nấm lớn thì chúng ta chỉnh volume và chuyển cổng. Các cái nút nhỏ nhỏ này thì chúng ta chỉnh sọc direct, test, mono. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra phía sau. Bên hông mái gang còn nó đẹp, không có bị trầy xước. Cái nhiều mái gang này nó hay bị trầy, bị tróc sơn, nhưng mà này không có. Còn nguyên những cái miếng cao su để che lại cái chỗ vàng ốc này cho nó đẹp. Rồi đây là phía sau. Con này là điện 120V, tại vì hàng là hàng xuất Mỹ. Đặc biệt nó cũng được sản xuất tại Nhật Bản. Cái chỗ gắn dây loa của nó là chúng ta gắn bắp chuối. Mọi chim chúng ta gắn cũng được. Speaker thì nó chơi được hai cặp và nó hỗ trợ được tối thiểu là 4 ohm. Công suất tiêu thụ là AC 120V thì nó gây 2,5 ampere. Thì chúng ta biết là công suất tiêu thụ là nó sẽ bằng hiệu điện thế nhân với cường độ dòng điện, thì là nó ra được 300W. 300W nha các bạn, thì cũng rất là lớn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn âm thanh cái âm ly Marantz BM52 này, 5,5 triệu thôi. Các bạn nhớ nha, có nhu cầu hãy liên hệ mình nha. Cái này ta quấn JBL đánh với, hoặc là chúng ta đánh với Pioneer, đánh với Tannoy, Mission, BW cũng đều được, rất là dễ chơi. Nhìn kỹ nha, thì ở phía trên đường cái sườn này nó vẫn có vài vết nhỏ xíu, còn mặt tiền thì rất là đẹp, mặt tiền thì cực kỳ đẹp. 5,5 triệu thôi. Quảng cáo một chút là bên mình có bán USB và ổ cứng chép sạc nhạc. Một cái USB là 800.000, 128 GB, còn một cái ổ cứng là 1.000 GB, giá là 2 triệu. Thì các bạn đang có nhu cầu về nhạc chất lượng cao thì liên hệ bên mình nhé. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bây giờ thì mời các bạn thưởng thức nhạc nào. Cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu, bàn tay năm ngón mưa xa dìu anh trong tiếng thở, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu, bàn tay đón gió muôn phương, bàn tay đan gối mộng, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Trên môi giấc ngủ ngủ
trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu, nằm nghe tiếng hát đu đưa diều anh trong giấc ngủ. Ôi tiếng ru ru ngọt ngào, mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu, từng đêm ấp ủ trong tim, từng đêm khẽ khẽ gọi anh nhớ thương em từng giờ. Mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Xin dâng xin hiến trọn cả đời. Xin dâng xin